Thì đây là bộ motor tay đòn, đây nó có hai chế độ đóng mở được hai cánh với đóng mở cửa một cánh dành cho người đi bộ. Còn bộ motor này bao gồm mà hai cái cánh tay motor với một bộ điều khiển với bát với bắt lên cái cột cắt kê với cục chặn cao su để lúc cái cánh cổng đóng lại nó ép trong cái cục chặn. Đây chế độ mở một cánh, mình có thể bấm dừng lại bất cứ lúc nào, bấm cái lại dừng, bấm lại đảo chiều. Thì đây bộ motor này có giá là 6 triệu một bộ, là bao gồm cái bộ đóng mở cửa bằng điện thoại. Đây mình có thể điều khiển bằng điện thoại, đi đâu chỉ cần cầm theo điện thoại thôi, không cần cầm theo remote. Cái chức năng đóng mở bằng điện thoại này mình có thể chia sẻ cho nhiều người trong gia đình cùng xài được. Rồi bộ này là có giá là 6 triệu một bộ ha. Bảo hành 1 năm. Anh em có nhu cầu liên hệ số của mình là 0966 21 2323. Bên mình là giao hàng toàn quốc ha.